Thời buổi này ai cũng bận rộn với đủ loại nỗi lo của cá nhân. Cũng vì thế mà đôi khi chúng ta không để ý đến những khoảnh khắc xung quanh, dù bé nhỏ nhưng có sức lan tỏa đến nhường nào. Có lẽ sau bài viết này thì bạn sẽ nhận ra thêm một điều tử tế đặc biệt, nhỏ nhưng có võ. Khi đi ra ngoài nhà hàng, tới lúc kết thúc bữa thì bạn sẽ làm gì? Lau miệng, rửa tay, kiểm tra đồ đạc rồi thanh toán ra về. Hay là một thứ gì đó khác? Về cơ bản đó là một quá trình không sai, không có vấn đề gì. Nhưng cũng có một số người xong bữa, dù quán lớn hay nhỏ cũng sẽ tiện tay dọn dẹp bàn, chồng bát đĩa và thu dọn giấy rác. Có thể là chủ ý hoặc theo thói quen, nhưng việc này chắc chắn sẽ khiến người phục vụ cảm thấy vui lòng hơn. Tất nhiên là khách dọn đôi khi sẽ không được đẹp mắt hoặc không đúng với trình tự thứ tự của nhân viên phục vụ, nhưng sự chủ động và tâm niệm thật lòng muốn giúp đỡ phần nào cho buổi làm việc của nhân viên là điều đáng quý hơn cả. Không chỉ trợ giúp nhân viên, sự tử tế từ những điều nhỏ nhặt còn khiến cho bạn được tôn trọng và yêu quý hơn trong mắt người khác.